Chào tất cả các bạn và mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Vinh Nguyễn nha các bạn. Thì trong cái video clip hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn và mọi người một cái lỗi nữa ở trên những cái dòng xe cổ, những cái xe mình xài lâu đó các bạn. Thì nó xảy ra cái tình trạng mà bố không ăn, thắng nó không ăn các bạn. Thắng thì nó vẫn cứ chạy, nó chùi nó đi, nó không có cái hiện tượng là đứng lại, nó có thở, ví dụ như nó ăn nhưng mà nó ăn rất là ít, không đủ để mình hãm cái xe lại nha các bạn. Thì rất là nguy hiểm, khi mà xảy ra sự cố thì thắng nó cứ nó chùi nó đi như thế thì rất là nguy hiểm. Thì cái con xe này là mặc dù thay bô mới này các bạn, thay bô mới chưa, nhưng mà nó vẫn không có ăn, ăn rất là ít, ăn rất là ít. Thì cái nguyên nhân tại sao, thì cái nguyên nhân chính của nó đó các bạn, thì mình muốn nói trong cái video này là nó do cái tăng bua này này các bạn. Đó, nó đã bị láng quá, nó chai, nó láng quá này các bạn. Đây, nó chai, nó láng quá này các bạn, thì nó sẽ bị chùi, nó không có bám được nữa các bạn. Thì nó trơn quá đó, cũng giống như đường mình trơn trượt quá thì nó sẽ bị chùi. Cái này cũng vậy, nó láng, nó chai quá, nó láng rất là láng, nó không còn độ bám nữa các bạn. Đó, mà trong khi mà cộng tác với cái bố cũ nó bị chai rồi này các bạn, thì cái trường hợp này thì cái tăng bua này nó bị láng thì bỏ bố mới vô thì chạy một thời gian sau nó vẫn sẽ bị chai cứng như thế này các bạn, tại vì nó không có mòn được bố đó, nó chai, nó sẽ chà ma sát và nó sẽ chai bố, nó không có ăn được cái thắng của chúng ta nha các bạn. Thì cái cách khắc phục của nó, nếu như mà mọi người các bạn siêng á, thì các bạn lấy một tờ giấy nhám lớn á, nhám trà gỗ lớn á, thì các bạn nó chà chà cho nó có cái độ nhám ở trong này đó, rồi các bạn ráp vào thì nó sẽ ăn. Còn cái cách thứ hai nữa thì nó đảm bảo và an toàn hơn, chắc ăn hơn, thì các bạn nên đi ra thợ tiện á, họ vớt nhẹ cái phần lòng này xíu, phần tăng bua này xíu cho nó có cái độ nhám, thì về mình gắn vào nó sẽ ăn hơn, nó sẽ có cái độ bám hơn nha các bạn. Thì xíu nữa mình sẽ đi vớt cái phần này. Nếu như mà ra mình xin thợ tiện họ cho quay á, thì mình sẽ cận cảnh mình quay cho các bạn xem cái quá trình mình vớt cái này nó như thế nào nha. Còn nếu như mà họ không cho quay thì mình sẽ khi vớt xong rồi mình sẽ về mình làm một clip tiếp theo cho các bạn xem, thì mình sau khi trước khi vớt nó như thế này và sau khi vớt nó ra sao nha các bạn, và thắng vào nó sẽ ăn như thế nào. Ở đây các bạn, đây là sau khi mình đã vớt xong cái tăng bua này này các bạn, thì nó sẽ được như thế này. Nó giống như cái tăng bua mình mới trồng luôn đó các bạn, nó sẽ có cái độ nhám và nó sẽ bám hơn. Lúc nãy mình tính quay cận cảnh cái lúc mà vớt cái này cho các bạn xem, nhưng mà nhà của cái anh thợ tiện đó đang mở nhạc đó, thì mình sợ dính bản quyền nên mình không có dám quay nha các bạn. Các bạn thông cảm, có cơ hội lần sau mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp vào. Ráp vào cho các bạn xem nha. Đây bạn, vớt này. Sau khi mình đã vớt tăng bua xong rồi các bạn, vớt tăng bua xong rồi mình ráp vào. Bây giờ mình sẽ thử thắng nha các bạn xem nha. Rất là ăn luôn các bạn.
bánh luôn các bạn. Vậy là trong cái clip hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn về một cái lỗi nữa là cái tình trạng bố không ăn và hay chai bố nha các bạn. Thì cái cách, cái nguyên nhân nó thường như thế nào và cái cách khắc phục của nó như thế nào thì mình đã hướng dẫn hết trong cái video clip hôm nay nha các bạn. Thì chúc các bạn thao tác thành công và chúc các bạn sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống nha. Và nếu yêu mến Vinh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Vinh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip sau. Đây là một con cúp 50 này các bạn. Nó cổ lắm đó. Con này là cá nén đó các bạn, cá nén nhưng mà họ là cắt cánh à. Cắt cái cánh ra này, cắt hai phần cánh ra này các bạn. Cắt hai phần cánh ra.